Huyện Mường Khương đặt mục tiêu sẽ hoàn thành điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số vào ngày 10 tháng 8, góp phần vào thành công cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh. Mường Khương có tổng số 76 địa bàn được điều tra với trên 800 hộ cần thu thập thông tin, huy động sự tham gia của 73 điều tra viên, 16 tổ trưởng, 2 giám sát viên cấp tỉnh và 3 giám sát viên cấp huyện. Đây là địa phương có số điều tra viên và địa bàn nhiều nhất tỉnh. Nỗ lực ngay từ những ngày đầu, các lực lượng điều tra viên đang tích cực thu thập thông tin, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình điều tra, đảm bảo nhanh, chính xác, kịp tiến độ. Với đặc thù địa bàn rộng, lại đang là mùa sản xuất của bà con, các điều tra viên tranh thủ tiến hành điều tra vào giờ nghỉ hoặc buổi tối, kết hợp với tuyên truyền vận động, giúp bà con hiểu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra để chủ động cung cấp thông tin.